Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với lệnh bài boss bắt 55 em ơi. Lần này thì chắc hơn 20 con em ơi. 20 con thôi. Rồi. Mình xem bắn boss đóng đấm từ từ tí nè em ơi. Rồi ok. Và sau khi butter xong thì bây giờ chúng ta làm việc em ơi. Vẫn với một set bánh 45 nha em ơi. Đây. Dây chuyền 6, nhẫn 5, 11, với ngọc bội 4 là 15, với nhẫn 25 là 40 nè. Với cái mặt nạ này là 45 miếng bánh nha nè. Đó, ok, boss cường ngô ơi. Quýnh 10 bài, lên bài boss hơn 20 con nè, hơn 20 con nha, hơn 20 con. 20 con. Đấy, bùng máu nè. Rồi, để em bị khui đồ nha anh Long ơi, bị em khui nha. Tiền. Cái gì đây? Áo. Trời, cái gì con cái áo hả? Chết, có cái áo rồi trời. Đúng một cái áo. Phòng hồi 1 lý đó. Phòng lý 20 anh em. Rồi, mọc thủy. Muốn phục hồi 40 nữa ngon. Phải có phục hồi đúng không? Phục hồi không, đấy có phục hồi gì không? Còn mình gốm á, nãy chưa kịp cắn miếng bánh lấy có đồ phục hồi. Một món. Hai món. Rồi ba món, năm món. Rồi. Thả đi, làm còn nữa không? Thả đi. Hết rồi. Anh Tùng thả đi. Anh thả nhá. Ừ, anh Tùng thả đi. Cứ đứng đó, cứ thả là có người anh thả 4 5 con gì đó là em nhặt cho bỏ đồ cho xem. Ra. Ôi cái áo làm chậm quá chưa? Đó, chậm không hồi. Đó, không hồi. Anh phải đi lấy tiền đã. Ở đó thương bạn anh đấy. Rồi anh Long còn ông hết rồi anh Long. Anh có 4 con xanh hả? À, anh Tùng mới thả có một con này hả? À, ok, quất. Được, Long chơi yếu chơi đặc biệt à. Đặc biệt bữa về bờ nên chơi đặc biệt không hả Long? Không, mua hết mà. Mua hết là xanh, xanh đặc biệt gì hết. À, nó kẹt gấp rồi. Còn vô đây anh Tùng thả kẹt gấp rồi. Rồi. Anh Tùng phải đứng ở chỗ em hồi nãy á, đứng ở chỗ rồi, em thả. Rồi, rồi, để em cừu sắt. Ở đó em cừu sắt nữa. Nó kẹt ghép không quanh bùa được á. Rồi, để em cừu sắt đó. Thôi anh đi lấy tiền rồi. Ok, anh cứ lái đi. Đó, vô bộ ngay quấn cho em. Không có bộ nhà mà đánh. Cái con này hệ thổ, cái yên đánh cũng đâu. Không có bộ à, không có đâu. Rồi, vô bộ. Đó, bắn được 14 thì liệu hôm nay có ai về bờ hay không? Rồi. Đánh thổ. Ba cái áo kia chậm 40 rồi, không có phục hồi. Ừ, không có phục hồi, phải thì có phục hồi ngon ngon. Từ anh Tông ơi, đợi xong vòng này đã. Có phục hồi đây cũng được vài kim. Đợi xong vòng này đã. Ôi, đủ lắm. Đủ, thiếu lắm, nó chém, nó độc chém chết, quá chưa. Nó độc cũng trâu ghê bờ, nó độc bùa trâu. Nó chém chém chết, quá chưa. Tưởng sao đâu, do mình đang cừu sát á. Móc bạc auto lên chém xém chết. Ờ, à, xong thổ này em dắt ra hết rồi. Anh Tùng đứng ngay con Di Khải, anh Tùng thả, anh Tùng đứng ngay góc đó, thả. Ừ, đứng ngay đó đó. Chứ đây anh Di Khải với con nào? Để anh đứng ảo lông con Di Khải. Con Mì á. Con Thiếu Lâm ấy. Ờ, chỗ nghe Mì cũng được. Chỗ Thiếu Lâm nghe Mì cũng được, đó. Đẩy chúng kia sát quá. Rồi. Chạy vô đây anh em. Chạy vô đây. Kéo dần xe vô đây. Con này không đứng đồ rồi. Không đứng đồ luôn. Rồi anh ra thả anh Tùng. À có này, có này. Đây em. Được chưa? Rồi được, được chính xác, được. Đó đúng rồi, đó thả đây. Đúng chính xác, đúng rồi, thả đây. Ờ có đây, có là vậy. Đó, thấy nha, có thấy nha, thấy nha. Ơi, con đường mà con ngủ độc đứng ngoài kìa. Rồi đem kéo. Để vô trong cho nó bỏ cục xác đi đúng rồi. Rồi. Trời đứng nó tanh luôn, không chết được đâu. Ngày 10 cắt bùa, ngày 10 búp. Rồi Lâm Tiên, Thủy Thủy, Kim, Hỏa. Ra vũ khí choáng 40 vẫn một. Ừ, vũ khí choáng 40 vẫn một cũng tiền luôn. Tôi lấy 25, tôi lấy 25 chứ cái bộ 25. Hai món mà chưa khui nha anh em. Nón thì rẻ, bọc tay lên lưng thì được anh ơi, đừng mơ nón, nón rẻ. Nón phải mua. Nón rẻ. Nón này, nón họ luôn nha, nón họ nữ luôn nha. Lầm. Lầm 140 phòng tôi lấy 25. Ừ. Tinh lực nội lực. Cái đấy. Dạ. Cái đấy là bao tiền anh Nam? Áo. Bao tay áo. Có vũ khí, có vũ khí rồi đó. Có một cây vũ khí, có một cây vũ khí. Vũ khí thủy á. Vũ khí hỏa.
không có nhiều khí nữa này. Ôi, nhiều khí nữa ngon. Lò xét nội công làm đây nè. Lầm tiền, lầm tiền. Có không? Ông còn thái tiếp đâu? Hết rồi. Ok, có đặc biệt không anh? Có đặc biệt nữa không? Lò xét nội 199. Ok, hai con đặc biệt qua ba lăng cho anh, hai con biệt đầu tiên luôn. Rồi, đi qua ba lăng trước đây. Lầm tiền. Lầm tiền. Một đôi giày, chút hai đôi giày thổ. Rồi em coi có gì đây. Hai cây vũ khí, hai cây vũ khí xem có về bờ không em ơi. Mình bánh hình xui em ơi. Full nó bánh rồi đó. Ui. Đánh đánh boss à? Trời ơi, nằm giọng. Boss, nằm boss. Rồi, số bạn rồi, hai cây vũ khí không có gì. Trời, nó đang chậm 40. Đó, của Nam mới nói á. Rồi, nó rồi, dì Ba Lanh anh ơi. Không có phần thủ vật lý hả? Không, có phần thủ vật lý. Đậm chậm thôi. Rồi, dì Ba Lanh. Có món khác, hai món gộp lại. Rồi, kích đó. Ui. Ấn 2 anh. 2 phí đồ. Ấn 1 thì trời, ấn 2. Có hệ hỏa, có hệ thổ, dây chuyền. Bằng dây chuyền, nhận ra dây chuyền thôi. Đó, hỏa. Đó, bấm. Một nhắn. Thấy một nhắn. Rồi. Một nhắn nó thêm cái bùa âm kháng độc nữa. Một nhắn đẹp. Nhắn gì đây? Một nhắn thừa, một nhắn hỏa. Phòng thủ 25. Nhắn là phòng thủ 25 là chịu luôn. Nó giống Nam cho nó hơn. Nhắn là phòng thủ 1 triệu luôn. Chắc là thường ra là 4-5 món á. Chắc sức về bờ cao. Cái món nó nghe thảm thì. Chai chiền kháng tất cả 19. Chai chiền kháng cả 19 ơi. Đổi một cái, một tiếng là ok. Thắng băng 20 là vừa đẹp. Ui, ơi, không có một món đồ luôn. Quái chướng. Kì à? Ừ. Có hạt nào lắm không? Không có. Nó đâu hiện đâu một lần. À ơi. Rồi ok, có nhẫn này đẹp rồi. Lên 130. Lực cao luôn kìa. Sinh lực cao. Sinh lực nội lực cao luôn kìa. 140 là đúng. 140 là tiền về. Ok. Hết 140 rồi hơn. Rồi đây rồi nữa kìa, thêm dọc phục hồi. Khải xa được. Quá ngon luôn, đi liên đấu cũng được. Rồi ok. Rồi anh Lục Tiết Kỳ đâu? Hôm nãy hỏi mua không? Cho anh Lục Tiết Kỳ nhẫn này luôn, những mua Lục Tiết Kỳ đâu? Lục Tiết Kỳ đâu? Cho anh. Nhẫn quá đẹp. Rồi, lần đó có nhẫn thiếu lầm mà. Này 40 có tiền em, 30 cho xem á. 40 tiền vệ. Ừ, 40 tiền vệ. Đừng nhắn này ngon mà. Thả nha. Ừ, thả anh này. Cho anh Lục Tiết Kỳ nhắn đó. Có kim. Có kim, có mộc, có thủy. Cái này đâu có đâu ra vũ khí đâu mà. Đừng nhắn anh Tùng, thả anh Tùng. Kim gì trời. Kim thì dây chuyền thôi. Này mà 40 là ngon luôn anh Tùng, dòng 1 luôn. Đừng môn xài luôn. Có mộc được. Lực đẹp. Có xanh có đỏ mới đi nhỏ mới vui đúng không? Có xanh không có đỏ đúng không? Nhẫn này đỡ xài em ơi, phải cho ông anh trong bang cái nhẫn này, cho ông cái nhẫn này bữa giờ nói gì quá, cho ông xài. Kim mà kim thì chuyện thôi nha, kim thì chuyện thôi. Ông cần thân pháp đúng không? Đeo vô chặt thì thôi rồi. Cho chứ thực sự bán 500 xu kim bán làm gì? Cho anh em. Thủy nhẫn ngọc bội. Thôi làm tiền. Làm tiền. Ủa sao nó không nhiều đồ rồi, đi lầm. Ui đồ lầm có 3 con nhiều dữ. Má, có nhiều dữ à. Má, có 3 con nhiều vãi. Nhặt khái. Từ từ sao nó kẹt kép không nhặt được. Sao kẹt kép. Mẹ rồi. Nè, không nhặt được nè, sao lách không nhặt được mà nhặt tất cả nè. Xong rồi. Không có. Rất ra ngoài xong luôn rồi. Rồi, ok. Đủ được rồi. Tiếp đi. Kè cặp dây chuyền hết tất cả kìa. Rồi, từ từ. Nãy em chưa lưu rương đúng không? Lưu rương bó cho làm rồi. Mặc bộ hệ kim nha. Mặc bộ hệ gì cũng được, đừng hệ kim là được. Thường dùng bách anh em ơi. Rồi, khui. Hay là quấn luôn khui lông, anh em muốn như thế nào? Quấn đi. Ok, quấn gần rương khui luôn nha. Ok. Quấn gần rương khui luôn. Có 20 con anh em ơi. Bắt 55 này có 20 con nè. Ít quá thì không có bao nhiêu á. Tụi này mua hiếm rồi, tại vì ít người ăn như mình á. Chiều xém nữa là hốt 50 con rồi. Bóp xanh 40 con, tính ra tổng cộng bóp xanh mình nếu mà hốt chiều là 40 con, 40 con bóp xanh. 56 con bóp đặc biệt. Em kìa anh Khải. Ơi, bánh 54 nè em ơi. Sao em? Lục Tiết Kỳ bê em anh kìa. Rồi, tí nữa em dùm cho luôn, ngồi online tí đi.
Trời ơi, nó 4 con thỏ luôn hả? 3 con thỏ luôn hả? Bánh năm 15 rồi nè, bánh năm 15 rồi. Ủa dây chuyền hết. Vui cho trần thế, dù rằng thế giới vốn không bình yên. Bánh năm 15 rồi, cố gắng ra gì đây? Đậm một ngọc bội. Thấy ngọc bội. Ngọc bội. Thỏ, 3 con thỏ luôn. Hello Nguyễn Tiến em ơi. Hello Thánh Nguyễn em ơi. Ờ đường tử kỳ tới đi em cho anh ơi. Rồi có được siêu phẩm à? Được siêu phẩm đâu, có cái nhẫn làm chậm 30 em lấy mang còn dư cái này cho anh chứ em đâu kích được dưới đâu. Tương nhiên bắt đi, tương nhiên bắt đi. Của anh Tùng á mà điều nó đợi xíu nha. Không có xài. Ồ dây chuyền hay chuyền luôn. Ôi sao. Dây chuyền luôn. Thôi dây chuyền nhiều ngon nha. Về bờ không đây. Kỹ luôn. Hên xui nè mà, đánh boss hên xui nè. Ai thả người đó hưởng rồi biết sao. Trên bờ thì có, bờ gì. Tương dương bắt đâu đâu khả. Tương dương bắt tương dương. Chờ tí. Còn 4 con nữa. 4 con nữa đem tí. Không đem xa lai hả? Rồi ngọc bội. Một con quá trời đồ luôn. Con quá trời đồ trời. Má à, đây. Sao mà ngọc bội không vậy? Không phải hỏi dây chuyền đó. Con này mà hút. Lòng hút hết may mắn của anh Tùng rồi đúng không? Dây chuyền được rồi anh ơi. À, ba cái đó dây chuyền có khá chắc luôn rồi tay. Ủa có siêu phẩm trong chỗ á. Ừ, vòng siêu phẩm mày ra gỡ nè em ơi. Thì còn nếu mà ba cộng đó mà rớt là ba dây chuyền không chắc chắn có khá cả chỗ một cái. À, bữa nào mà kiếm được thêm một món động sắt 25 nữa là sẽ đồ ngon nữa luôn anh Tùng. Sợ bữa lên. Bán cộng dây chuyền mà không ai mua. Tùng bán 20 mét luôn. 20 mét. Ừ, giá đó 20 mét chuẩn rồi. 20 mét á. Không mua cho thấy nó bay rao bán mà. Ừ, nó rao 20 mét. 20 mét chính xác rồi. Tại vì số tiền đã bỏ ra nhiều đó rồi. Dạ, để coi đợt này anh Tùng có lấy được nữa. Ừ, có đợt này Tùng lấy được nữa. Mình đá kiểu đó thì nó rẻ hơn. Mình mua kiểu nhiều món thì nó rẻ hơn. Người bạn không đang độ nữa chứ. Lâm tiền. Phi Trần tắt sâu hình, Phi Trần ơi. Đồ đứng im mé ăn luôn chết luôn á. Tắt sâu hình đi. Em nghe này, rồi xong, anh đam rào. Đồ Phi Trần ăn đam thiệt ta, chắc là mất con rồi Lâm ơi. Chén bóc luôn, không có đồ gì hết. Đâu không vật phẩm, không nhận được vật phẩm của người khác là có người đánh á, có người ra dính đam á. Đâu cái con là bị bóc con độ rồi, con Thúy Yên em lượm mới được. À Thúy Yên lượm mới được. Sao anh Tùng ơi, anh đang nói là cái mở ra nó lại là cái nhẫn kim thì nào. Đồ cái đó là quá đen rồi này, chuyện nước bán rồi. Mà là cái gì? Ừ. Hay là mình đeo hai nhẫn kim vẫn được. À nhưng đeo hai nhẫn kim vẫn được, đúng rồi, đeo hai nhẫn kim vẫn được nha. Ok mình ok. Mình có bộ kiểm định. Ôi Khải ơi, dây chuyền Khải ơi. Đeo hai nhẫn kim vẫn được nha anh Tùng ơi. Đeo vẫn được. Nhưng mà sau này mình kích cả set thì không được thôi, nhưng mà được đeo hai nhẫn kim được. Rồi bói đồ. Trời ơi, anh Tùng anh Long mười mấy con rồi mà cả đúng cả rương đồ luôn, biết siêu phẩm không nè em ơi, bói đồ nè. Tăng nhẫn ngọc bội chứ. Khui. Ngọc bội trước mấy cái cù trước nè. Số. Ừ, từ em bật số mình mất tiêu ra. Rồi, khui ha. Ngọc bội này, số này. Trời ơi, sinh lực cao quá vãi thiệt. Ngọc bội mà không có chán rồi. Trời ơi, gia truyền thổ. Trời ơi, gia truyền thổ mà không có khác tất cả kìa. Kim. Ôi trời ơi, sinh lực luôn kìa. Ai bị gì kìa. À, không có kháng cả luôn. Đột cái này mà 20, 30, 13 nữa anh Tùng lậm luôn. Nhanh sinh lực rồi lực luôn trời. À, không có trong cao dữ à. Đồ trận giam chạm 4, chúng độc 40. Chúng độc 40 không có gì đâu. Không có trọng nào ra. 30. Trời ơi, một dòng. Trời ơi, lâu. Đồ má có cái nhẫn một dòng ở trong người mới chết người chứ. Năm 40. Trời ơi, chừng thấy. Còn mới nửa rương thôi. 15. Đó được á, nó ngon. Trời, 740 không à. Trời gia chiên, không kháng cả đẹp ghê ta. 21 30. Không kháng cả. Quá thổ quá trời luôn, không có cái nào kháng cả. Kim. Kim. Ôi trời, nhẫn kim này cũng ngon, sức lực cao. Ôi, độ được nhẫn 21 không? Tưởng 27 được rồi. À, rồi cũng được. Ôi, cái này 30 lượng tiết kỳ này em cho anh lộn. Cái đó em cho lực tuyệt kỳ. Đầu 49 Long ơi. Vãi chưa. Đó. Đất được đó Long à. Hay ấy. Ơi anh Nguyên ơi. Không em chờ. Em quay lại đấy nhá. Anh đang gọi cái thằng Dương Thần anh mua của nó ít đánh. Ok anh ơi. Ok chờ luôn. Rồi giao diện Long ơi. Không có đồ. Tặng đồ sinh lực nỗ lực không à. Anh em xem thì thực sự là không có đồ gì đâu bác. Từ từ nó đứng nhiều lắm anh ơi.
Có nhận cái này hỏi anh Long này, hỏi anh Long này có nhận sinh lực lực cho nha. Hỏi anh Long cứ giao dịch này, hỏi anh Long này Phi Trần ơi, Phi Trần lấy món nào thì hỏi anh Long này mấy món này nó không bao nhiêu tiền hết đó. Này. Sinh lực lực đa số sinh lực lực không à? Hỏi anh Long này, lấy này. Cảm ơn ông đó. Cái sợi dây chuyền thổ á. Ở cái chuyền thổ này nọ. Thằng băng tình đang hỏi tối nay Khải ngủ ở đâu kìa. Đâu. Lộ băng tình nó chạy đó. Vậy cái nó có anh Tùng, nó có Tùng, nó có anh Tùng. Cái chơi chuyền thổ. Rồi, lục thứ kỳ đâu, em được cái nhẫn này hôm qua em kia em cho anh này, không có bán. Mấy cái này em không bán. Trừ em dư em cho, không có bán. Phi Trần ở đây. Em bán là bán phải vài chục kim rồi đó. Còn mấy cái này em bán gì? Chuyền thổ sinh lực hả? Điều em hôm trước em không có xài á. Sinh lực cao phải không? Rồi, chào anh. Ngọc bội thổ rồi á. Rồi, ok anh em. Chờ đợi một chút chúng ta bèm tiếp mấy chục con nha anh em. Một hòn hỏ nha, toàn hòn thổ nè mày. Hòn hỏ là có tiền rồi, được rồi. Có hỏ. Không dây chuyền hết tất cả đến. Đây, tầm này thì anh Tùng mua thêm 50 con nữa đánh luôn cái bát 55 này nha em ơi. Bát 55 này thì nếu mà giờ 50 con nữa thì chỉ hơn 60 con nha mọi người. Rồi, vô. Đồng cánh bán thêm hả? Lôi sát hả? Lôi sát cái gì nào? Ai, full đi bánh hoa đào hai mai nha em. Rồi. Con hỏ. Nhiều đồ vậy. Ui, nhiều đồ nha. Có kiếm à, hồi tới kiếm à. Ui, khui, khui. Rồi. Lôi sát màu công 200 đúng không? Đậm tiền, đậm tiền. Lôi sát màu công 200. Hỏi hỏi chết nha anh em, một đại lưng có đại lưng hỏi nha anh Tùng, mà có đại lưng hỏi nha. Rồi anh vừa bó ngay đỡ chặt rương nè. Rồi, được hai cái chạy theo rồi. Anh em cùng nhìn vào màn ảnh nhỏ. Hai cái chạy theo kìa. Còn nó, còn nó. Một. Stop. Trời đại lưng nè. Trời đại lưng thắng lâu xin được một lượt. Anh lái con em ơi, đỡ phức shop uống. À, kiếm nè. Ui dồ. Vãi cái hột sắt, hột sắt ngồi công rồi mới ghê chứ. Vãi cho mà ngon rồi. Nội công 99 cũng tưởng nội, tưởng nội công 199 chứ. Tưởng 199 mới ngon. Là 99 điểm rồi vứt rồi. 99 điểm vứt rồi. Rồi. Vô. Trời ơi. Có dù khí, có dù khí. Có dù khí nha, hai một cái dù khí nha, một phi đao nha. Ra ngon rồi đó. Dù khí. Vui này, vui này. Ngon nè. Tốt. Trời ơi, phải nhiều này. Lôi sắt ngồi công. Sốt này. Ừ, đồ gì? Ôi đồ gì? Không băng thấp dữ ta. Vậy? Cũng được mà không băng cao. 21 thì ngon rồi, 42. Không băng thấp quá. Ai xài không em lái xài đi em ơi. Chọn ngược bòi. Còn rác nữa. Ai xài đồ gì không? Này không biết ai xài không, phí bỏ bán số phí. Cái băng rồng mới xài. Cái băng rồng thì ẩn rồi được. Rồi tiếp theo em ơi. Được ít đồ mà đồ tầm trung thôi, tầm này mấy bán không có tiền đâu mà, nhưng nón này nó bao nhiêu tiền đâu. Giày này cũng vậy. Kiếm này để cho đẹp đẹp tí nữa cũng bán sốt thôi. Sát thương 20, làm chậm 20. Cái này mà họ sát nội công 199 làm chậm 40 là về bờ luôn em. Ừ, đủ dân nó đưa kiểu. Nói chuyện cái cây server chứ có cây nào á. Về bờ luôn, rồi làm tiền. Cái server như có một cây nhưng mà nó họ sát như ẩn 6 rồi. Ẩn 3 rồi. Cái mấy là khỏi chờ đánh vẫn chưa cái món nào gọi là mấy chục triệu nha nè, thì đánh khoảng tầm và món 2-3 triệu 3 triệu thì có bán vườn tiêu, trời bán vườn tiêu, tiêu thủy rồi coi lại tiêu thủy là toán 40 tiêu thủy. Ui bắn sát tốc độ đánh rồi tiêu mộng đó, tiêu mộng bộ. Tiêu mộng trời cái áo sao giờ 20 luôn rồi, qua có 20 luôn chứ. Cho cái đất lưng kháng họ. Sáng họ sinh lực 9 con ấy chứ. 520 số. Hai cái đai lưng 520 ai lái chúng ta cho sốt cái đai này cũng chả ai sợ. 40 bị rẻ mà. Sốt. 14 à, đai lưng 14 bán luôn để làm gì? Bán luôn. Trời là lưng cho thấy nhìn nó sinh lực nó lực đụng được thôi bán mẹ luôn. Không ai sợ. Cái còn cái đai lưng này cho bán Thiếu Lâm bóng bóng như thằng Bi Khánh, thằng Thiếu Lâm Châu Tăng nó mang được nè. Châu Tăng cũng được rồi. Nó mang được đai lưng đó đó. Sinh lực một lực đó. Tàu còn thả tàu hẹp thổ không trời. Ồ mà sao anh thả thổ cho họ không ta? Đường môn thả thổ họ không ta? Đường môn thả thổ nhiều sao á. Nãy đỡ toàn thổ không anh em ơi. Mà hình như là Thiếu Lâm thả ra đưa không, đưa không. Thả nhiều khi là hoảng nhiều không? Anh cứ thả đi ra cho truyền thổ sao. Ừ. Anh là phải đi đâu ra cho chuyện đâu. Con này không ra cho chuyện, con này ra trang sức đâu mà. Quên con này ra đồ mà. Có ra hết á, ra hết nha. Có ra nhưng mà hên xui. Ít ngập bội này, đai lưng áo này.
cùi ha. Áo đai lưng ngọc bội thổ chịu. Áo kim này, thổ này, kim. Một dòng luôn chứ. Chú, kim xin được. Chú, số bạn này. Đai lưng hỏi có đó nhưng mà không có phòng thủ lý. Công thủ lý. Biết kìa. Mấy con thổ này nó lên hành Thúy Yên này mày. Thúy Yên quấn thổ chậm quá. Bái dung tiêu thổ, trời ơi, lòi sắc nồi công chanh. Đâu, bái dung tiêu thủy. Thủy hả? À. Băng sát 40, à băng sát, tốc độ đánh khoảng, à, chón 40. Đây không thì... Ui xôi, băng sát có 13 điểm trời. Quá sát thương cao chưa kìa. À, khán hỏa cao chưa. Quá chưa. Bọn này nấy, sốt. Quá tiếc cho thì tiêu thiệt. À, cái đó mà chón 40, khán hỏa 19 là tiền về luôn. Đúng rồi. Khán hỏa 19 cho 40 nữa đẹp luôn. Má bằng sắt chi vậy biết. Tiêu nữa. Bấm mừng tiêu hoài vậy. Tiêu thổ tiêu thổ. Hello Phú Giỏ, hello Hiếu lên này mới vô nha. Hai nhận bữa một cái bán như là nem kim cái là chưa đang bán nè, chưa bán được. Ui xô, xấu dòng nữa mà không có đồ gì luôn. Ai? Lô sắt ngoại công. Lô sắt ngoại công. Vẫn chưa thấy cái nào nội công cả. Rồi, xô. Còn anh Tùng ơi, bên này còn không? Rồi ok, về ba đang vô cũ anh ơi. Về ba đang vô cũ. Anh em có lấy cái món nào đâu. Dọn rương đi. Rồi vô đây vứt cho anh em đọc dọn rương đi. Anh em đọc cầm món nào vứt trong bàn. Mấy món tầm chung chung nè. Bán thì cũng được 200 xu ấy. Thực sự ai đâu thời gian đi bán mấy cái món này. Bán vài chục kim. Bán vài xu bán này gì. Ống vài chục kim mà bán vài trăm xu à. Ừ. Bán nhiều. Về ba đang anh ơi, vô cũ. Rồi về ba đang tiếp tục đánh đặc biệt. Tiếp tục đánh đặc biệt nha em. Rồi tiếp tục đánh hơn 30 con đặc biệt ở góc này nha anh em. Tìm siêu phẩm nè. Ông bắt này là bắt 55. 30 con là hơi nhiều đó. Hơn tính ra cộng lúc này là dưới giờ còn nữa là hết phải 60 con nữa nè. 60 con. Anh nhận rồi Thái Nguyễn ơi, anh nhận rồi Thái Nguyễn ơi. Rồi chỉ chỉ thì kim. Dây chuyền kim, dây chuyền kim. Sao mà anh Tùng đánh mỗi lần được có cộng 1 rồi. Hết lòng đánh có mấy con rượt. Hình xui còn nhiều mà tí nữa sao quá trời. Hình xui rồi. Cái chất lượng là số lượng đúng không? Cần chất lượng ngay cần số lượng. Rồi. Không hỏi chết này. Không ra được cái một cái nào mà kháng cả luôn cái này. Ừ, đánh không có một gia truyền kháng cả luôn. Hỏi chết này. Không ra một gia truyền luôn. Biết phải cho một cái chứ. Đánh được cả trăm con. Coi như sợi chuyền. Biết nhiều con. Thôi, nói vậy thôi, tí nữa đợi họ chọn dây về bờ luôn. Ok anh xui bắt đầu nè. Bất đặc biệt không rớt vũ khí nha Cường ơi, bất thường ơi, bất thường mới rớt vũ khí nha. Bất thường là những cái con lúc nãy là lông bông trắng mới rớt vũ khí nha nè. Anh Hoàng ngủ dậy đi, Phi Trần kêu anh Hoàng ngủ dậy đi, ngủ dữ quá rồi đó. Này thổ. Thổ là cố gắng làm mới gia truyền rồi được. Cứ gia truyền là thổ rồi được. Tìm gia truyền vũ đạo. Một gia truyền một nhẫn rồi. Thả tiếp anh Tùng ơi. Anh Tùng ơi, rồi vào thả đi. Đứng kẹp kẹp nhẹ nhẹ lên bên trên. Rồi ok. Thả đi. Rồi vô đó. Rồi ok. Rồi, xử nó. Ồ, kiểu tóc biến luôn rồi, đúng rồi, nó tóc biến kiểu như thiên bang á nè. Hiện gì nãy từ cho nó phi phát một xuống tới dưới này. Đúng rồi. Vô bùa, vô bùa. Thiên phương bang là lướt. Ừ, nó lướt đó. Lướt mà. Tóc biến đó. Nhẫn làm gì? Lì lợm. Nhẫn làm gì không thu lý. Đúng rồi anh, nhẫn làm gì không thu lý. Này cho anh em thôi, nhẫn làm gì có được. Ôi, thì mấy anh em cũng tin đó hả? Ừ, anh em dám cũng tin, chắc luôn. Rồi ra đi. Ra đi hết à. 30 cục một thần không được gì. Ở rồi hả? Nhận kim, nhận họ. Nghiện là nghiện là hư rồi. Nhận kim nhận họ. Dở rồi anh em ơi. Nghiện là dở rồi. Vài bữa có người bán phi vân không biết bán bao nhiêu tiền đấy. Thôi bán phi vân luôn này. Anh em mua nhiều bán luôn. À, chuẩn bị về bờ con thổ không đây.
bắt 55 này thì đánh 55 con cho anh Tùng với anh Long. Anh em xem mà cảm thấy hay thì đừng quên đỡ lại cho một like sẽ ủng hộ cho anh ơi. Và nhớ đừng quên là cho Khải 200 like nha anh em. Cố gắng 200 like thì Khải cũng như là ban Khải cũng như là tất cả anh em trong ban ai có lượt bài boss nó gom gom 30 con gì đó làm video tiếp tục cho anh em xem cho vui nha anh em ơi. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ chơi nha anh em. 2 giờ chiều. Tục tục anh Tùng ơi, mới ra 2 giờ chiều thổ anh Tùng ơi, 2 giờ chiều thổ. Còn thôi. Thả tiếp, thả đi. Tôi làm 4 năm con rồi, anh thả cho anh thả. 4 năm con là đánh được. Đó kìa. Đó, thổ. Rồi. Anh em đang xem nhớ cho 200 like nha anh em ơi. 200 like tiếp tục. Đó, hết 5 con này nữa, em về em bói rồi, thả tiếp nha anh, thả sâu nha. Rồi, năm này sợ em sợ full rương, 5 con này sợ full rương á. Hỏa, thổ. Ôi trời, hỏa nhiều vậy. Hỏi tầm này chỉ có nhẫn làm chậm chứ ngập bội không có giá thôi. Hẹn gia truyền kháng cả làm chậm 40 được. Là đẹp. Trời, hỏa nó chết rồi, hỏa nó uống như mấy luôn. Thổ thì lâu. Thổ thì lâu. Ừ, nó xong cái này dừng bói luôn đi nơi. Xong này nữa là kiếm khoảng 2 gia truyền thổ rồi nè. Tại bây giờ có 4 gia truyền nữ, 5 cái nhẫn, 3 ngọc bội nữ và 2 ngọc bội nam. Anh Tùng sấy luôn đi anh Tùng. Tầm này con thổ anh phụ sấy một vài cái đi anh Tùng. Cho nhanh chết sấy đi anh Tùng ơi. Đúng rồi, quất vài cái cho lên đàn cho lẹ lẹ đi. Khi nào em kêu ngừng. Đó. Rồi ngừng. Rồi ngừng, đúng rồi, chạy khác đi, đúng rồi. Đó, phụ cho nó tí đàn cho nó đánh lâu lắm. Rồi, okay. Anh có bao tay nón giày thân pháp gì không anh em ơi? Cho mình kích đồ cái. Giá chiền ơi. Đó anh hỏi ai chiền kích thì bó tay. Ui, một giá chiền nữa ngon. Ok, nhìn bó hơi xong. Đủ cho anh về tới lần mồm trắng luôn. Vậy chứ. Em tới. Bó cái em ra lại nha, em tới nha. Cuối hạn. Về bờ không. Trời ơi, cái này làm chậm 40 cũng về bờ rồi. Được vài kim rồi. 20 số. Trời ơi. Chỗ làm chậm 20 số. Sức mạnh 10 sức lực lực cũng được nha. Được nha. À. Anh cho anh em trong bang xài được nè. Sức mạnh 10. Cái nó cỡ đâu. Trời làm chậm 20. Sụp luôn cho được kìa. Chỗ thắng bình quá chứ 19 30. Còn sức lực cao không không? Chỉ à 25 40. 25 luôn rồi. 25 20 chứ. Không 21 rồi. Chỗ nó lực chấm số mấy. Đồ không có kháng cao, đồ cái này bước thêm 16, 17 cũng được rồi. Trời cái chuyện nhìn đẹp gương luôn, không kháng cả trời. Phái thiệt, phái đàn thiệt. Băng vào bò ghé. Đó. Yeah. Ok anh Tùng được, anh Tùng được hơn chứ. Quá đẹp, thêm được 10 kháng băng. Trời ơi. Má tưởng lên thêm 20 kháng băng ngon luôn. Nói chung là còn về bờ. Được. Ok anh ơi, được. Kháng băng mà cỡ 10, kháng băng 16, 17 cũng được. À, 16, 17, 10 hơi thấp nha. Mà không sao, bù được hơn cái ngập bội, cái gia truyền cũ. Thêm được 10 kháng băng. Về bờ. Về bờ. Anh em bù tham quá. Về bờ. Quá cái đầu tiên. Nãy giờ rên không có gia truyền nào. Cái đầu tiên của bát. Dịch anh Tùng ơi. Từ, tí nữa em giao dịch nha, để em cho anh em xem nha, tí em giao dịch cho. Trời ơi. Chúng mình Tùng ơi. Về bờ. Không. Mong ra cho chuyện cho anh Tùng, anh ngờ ra luôn em ơi, 16 cũng không được. Chứ anh Tùng, anh Tùng đánh hơi nhiều rồi đó. Ừ, anh Tùng đánh hơi nhiều đó, về bờ ăn dây chứ, dây này mua cũng vài triệu ít đâu nè, được, hợp lý. Rồi, tiếp tục anh Tùng ơi, em về lần ấy. Đẹp lắm, đẹp nó mua phải 2-3 triệu. Đẹp, ôi sao 2-3 triệu em, dũng hoài cho thổ 2-3 triệu. Dây 13 đã mua 3 triệu rưỡi rồi em. Yeah. Ừ, dây hồng 13 đã mua 3 triệu rưỡi rồi đấy. Xài dây 16 nhưng không có kháng băng. Không có kháng băng đúng không? Được, anh ăn ngủ anh. Được, có lần. Có động lực mà đem mua tiếp. Đúng rồi. Anh Tùng bây giờ về bờ cái này rồi. Đẹp. Hơn ra ngọc bội gì. Sinh lực nữa nè, được dòng sinh lực nữa nè. Cao nữa kìa, 90 kìa. Đẹp, quá đẹp. Hơn mấy cái giờ kim mà dành dẫn. Hơn mấy nhẫn ngọc bội mà. Quá đẹp. 10 làm chuẩn 10 luôn. Hơn chứ, hơn nhiều chứ. Những cái dây này ngon. Quá đẹp rồi. Đừng quên kích được có 1 vòng à. Không, có được 2 vòng em. Đây họ nhận đây họ nhận họ mà sao 1 vòng. Ừ. Đây họ nhận họ ok. Chuẩn chuẩn nắm hành của đường môn mà. Rồi thả anh ơi, thả.
quá về bờ luôn, được cho nó về bờ, ok luôn. Mấy cái dây kia dục anh dư một cái dây thổ, thổ luôn, thổ nữa. Ngon lành. Thử rồi giờ bán cho nấm rơm, anh nấm rơm đang tiện, anh mua. Anh nấm rơm mua. Anh Hoàng ngủ dậy rồi anh em ơi. Anh Hoàng ngủ dậy rồi anh em ơi. Ôi, anh Tùng ơi, khổ không kìa. 2 sợ 16, 1 sợ 13 mà. Anh Tùng có muốn bán thì đỡ đó em nói chuyện với anh nấm rơm rồi em bán giùm cho anh Tùng ơi. Được giá. Không không kìa Tùng ơi. Không sao. Tùng ơi. Bán cái 16 qua cho nấm rơm. Bán cho nấm rơm rồi anh sao. Được. Sao Tùng thả đầu hẹp thổ không nha. Ừ. Ngon. Chúc mừng anh Tùng nha anh Tùng. Không mất được đâu anh em ơi. Anh em biết cái dây, anh em biết cái gia truyền này, gia truyền 16 của anh Tùng hôm trước anh Tùng mua bao nhiêu không? Anh Tùng nói cho anh em nghe anh Tùng. Mua cái dây trước là 6 mét thôi. Đấy, cái dây hiện tại Tùng nói rồi, nó lâu mà. Mà đó là anh em hiểu chưa? Thì cái dây của anh Tùng đang mang là kháng tất cả 16 nè, thời gian cũng đọc 30, sinh lực mấy chục thôi, mua 6 mét, 6 triệu Việt đồng thì anh em nghĩ cái dây này bao nhiêu? Đó, còn anh 18 nói á 2-3 triệu là tầm vậy nha. Dây này chắc khoảng 7 triệu. Không có đâu, hàng đẹp anh em, danh thủ. Bây giờ đẹp á, cũng đóng 6 triệu. Đúng rồi, hàng đẹp mà hiện tại server chưa có dây nào đâu. Không có dây nào bao nhiêu như thế này đâu. Phải có động lực để Tùng còn mua. Đúng rồi, anh còn mua thêm đánh cho anh em coi. Giờ này cái sinh lực 90 nữa. Ừ, lời quá trời luôn, dây này quá đẹp. Có động lực để anh Tùng đánh anh em mình cắt đêm còn cái chuyện nữa kìa. Rồi, tiếp tục anh ơi, thả đây. Em vô em cắt cái chuyện này đợt. Anh lỗ ít ít thôi thì anh vẫn đánh. Đúng rồi, lỗ ít cũng đánh. Đó, khó giờ cái dây ra cái dây thì anh còn đánh tiếp chứ vui. Đúng rồi. Coi chứ. Cái lỗ thì tụi em cũng sót, mình xem mình cũng sót đúng rồi, đánh giùm Nam ơi. Có cái đồ nữ thân pháp không Nam? Đó, bữa giờ đánh giùm anh Tùng mấy tuần chỉ mong ra cho chuyện kháng cả. Quá đẹp. Có tinh hồng thì cho lên cho ông thì được. Từ nè để Khải đánh nè, ra. Đó, vèo được một cái là khỏe rồi. Nhiều ít lượng. Còn anh Tùng thì anh Tùng chắc còn tầm hơn chục con nữa. 2 món được 31 điểm rồi, chứ 2 món nữa đó. Anh Tùng còn chưa, tôi còn mấy viên á tôi cho này. Bắt 55 này về bờ gia truyền anh em ơi, về bờ gia truyền thổ kháng cả anh em ơi. Gia truyền đó phải hơn 7 đến 10 mét anh em ơi. Quá đẹp luôn. Và gia truyền đó đỡ mà nói gia truyền nữ mà thổ kháng cả đẹp đẹp tầm đó thì ở server chưa có gia truyền nào nha nè. Hiện tại anh Tùng đang mang một gia truyền đó là kháng cả 16 thì chống độc 30, sinh lực 70 sao? Đúng 3 dòng, anh Tùng mua 6 triệu cách đây là nửa tháng và hiện tại đã ra cái món này nữa, quá đẹp. Thành đi mua cho lầm. Rồi xong cái này đợi em về bó đồ ngay rồi tính tiếp nha anh Tùng ơi. Cái là chuyện gì đâu, không phải bò bà đẹp. Còn mấy cái anh Tùng? Còn 7 cái. Rồi ok. Em xong nhận cái tool này xong nè. Thân pháp nữ ẩn mấy cũng được hết á. Kiếp đánh thơ hả? Đánh lúc mình đánh không có gì, đánh cho mình em mình có hả? Ừ, lúc Khải cũng đầu tư đánh không có gì anh em, hên xui mà, giờ biết sao. Lọc ai người đó hưởng anh em, anh em vui vẻ bình thường, you know. Khải cũng đánh nhưng mà đâu có, lúc phải đánh mua đánh. Có cái đai thân pháp 12 nè. Có rồi, đai thân pháp. Ôi, ngon. Rồi, con thổ đã đứng im rồi. Rồi em dìm bó này. Để. Khui này nè mày, khui. Khui hả? 17-30, trời, sộp luôn. Ôi, sức mạnh 18, ngon, sức lực 134, ngon. Ngon nha, hàng độc nha. Ngon đó. Ôi siêu, không có kháng cả. Trời đất ơi. Kháng cả đâu trời. Giờ này mà kháng cả mang set định quốc là hết chơi ra vào đâu luôn nè. Ôi siêu. Nó sẽ khoảng 25 chỗ. Má này cộng 16 rất quá đây. Dây 16 mà chuyển qua đây nữa. Bá cháy bù chét luôn. 25 nữa kìa. Ôi siêu, cái giao chuyện đủ kháng cả đâu. Trời ơi. Đủ cho chuyện cái này mới đúng người ta đem quăng cái kháng cả 16 qua nè. Dây quăng quán kháng 16 qua là chuẩn luôn. Rồi xong. Cho đứa kìa. Nhận này sinh lực. Phi chẳng lái nhận sinh lực tí lái phi chẳng ơi. Sẽ sinh lực nhiều ạ. Trời 11 20. Từ từ để em lái đồ tiếp tục ạ. Đồ mấy cái đồ. Nhận thấy. Để tới nha anh Tùng, để tới nhà bó xong này thả tiếp nha. Ôi coi. Rồi từ từ cho đứng dưới nè, này dưới rồi. Sức mạnh ở cái giá này sức mạnh 10 nãy. Ủa sao giống giá nãy mà cái bó đồ nãy mà. Cái này cái nãy. Cái nãy. 930 cái nãy luôn. Nãy luôn. Ok dòng cho này nãy hết. Giờ là có 3 món nữa à. Chô, 440 số luôn, sức lực cao. Lái chúng ta mang dòng xe gì không? Được lực cao quá chứ. 20 chô. Chô, 140. Vãi cái chưởng 140. Lên rồi. 92 luôn
Ao có thể lập được 5-20 9-20 14 sức mạnh sao kích độ. À đại kích độ thì định đấy. 30-70 anh vứt cho em nào, vứt cho em mặc xe với nha anh. Ok rồi, vứt hết cho em luôn, không có món nào luôn nè. Rồi thì cái nhẫn đưa đây được, nhẫn kim này đây em ơi. Hà Vy ơi, mà nhẫn kim với mấy cái dây này thì mang cũng cho xem lại như là này cũng được. Này Phi Trần có lấy dây chuyền nè, Phi Trần chuyền thổ này đẹp nè. Nhẫn hả, nãy cần nhẫn hả? Lực bỏ không bay à. lực sức mạnh 14 này được, này để cho xe trong tay mang được mang. Ơi anh em nào lái không em ơi, cái này trong tay như có rồi, khai bước hãy vứt cái 19-20 rồi. Ơi sao nhìn nhận thổ đó cho cho Hà Vy nè, cho với cái Hà Vy nè, có lấy làm gì đâu. Nó chật rương nó lấy làm gì, anh em tự chia sẻ đi. Mấy cái đồ nào được được em đỡ lại cho anh em chim ngưỡng chứ còn. Chuyện kháng cả rồi. Chuyện kháng cả mẹ bán rào, chết rào. Chuyện kháng cả bán con tèo. Rồi. Cười tèo dữ người ta. Cái anh Tùng. Rồi anh Tùng thấy tôi Tùng ơi, bảy con dứt phát cuối nè em ơi. Mà sao anh Tùng anh cũng hơn đi hai con, có vậy gì nữ còn gặp gì nam cũng bị sao luôn. Vậy nam bán như sao vậy? Mày. Lần này thủy nhiêu nè? Mấy mắng luôn. Ba cái hỏa, hai thủy, hai nhận 40 nè. Bảy con cuối cùng. Ba hỏa, hai thủy, hai mộng. Ơi, về bờ, về bờ. 25. Chọn 40. Cái này nhanh lắm á Khải. Chết nhanh lắm á. Nhanh 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 nhanh, hết giờ nè, gần hết bánh rồi, còn có 15 phút hơn rồi. Rồi dây chuyền hổ hả, dây chuyền ngọc bội, lầm dây chuyền mộc siêu phẩm ơi. Nhận đi, nhận thủy ngon lắm nha, nhà mình mộc cũng ngon nha Khải. Nhận thủy mộc vô dây chuyền có ba cái nhẫn à. Rồi tiếp theo hết rồi, vui anh em ơi, tụi này cuối cùng của anh Tùng ấy. Về bờ nè, về bờ. Về bờ nào. Về bờ anh Tùng ơi. Có sợi dây, thêm có sợi dây nữa. 120. 120. Trời ơi. Ôi trời. Trời ơi. Trời ơi, chiên 140. Á, không cái cả. Khăn lôi. Trời, 130. Ôi, ngồi bội hành lang 8 con lôi. Đồ, sinh lực cùi dữ chẳng. Má đưa qua chứ nhẫn được rồi. Má đưa qua nhẫn được rồi. Đưa qua nhẫn là lấy bao việc rồi. Đồ quá, cái này là ngon, cái này là 20. Xin lực lực ngon, là cái này là ngon. Cái băng đồng, cái băng đồng, cái băng đồng chứ chẳng mua. Rồi có cái đó đừng mua mang được nữa. Rồi hết rồi. Hết rồi anh Tùng ơi. Chung là về bờ đúng được một dây chuyền thôi. Ơi có một dây chuyền không. Vừa đúng được một dây chuyền là gọi là no 1 anh Tùng đánh bây giờ, thời điểm hiện tại bây giờ là cái dây chuyền của anh đánh ra là dây chuyền no 1. Em chưa thấy dây chuyền nào hơn dây chuyền đó nha. Đó, quá đẹp luôn. Đại được hai cái ngọc bội anh này. Cái sợi chưa hở được. Đợi tới này. À, đợi em làm video em gái rồi anh Tùng nhập dịch này, làm tới. Rồi ok anh em ơi. Thì vừa rồi thì tổng kho thì hiện tại thì cho anh em xem sơ qua. Thì ở lần bắt này anh em à, bắt 55 thì hiện tại cho anh em xem những set đồ, món đồ thì đỡ kéo xuống thì chỉ những cái món đồ được thì khám đứa cho anh em xem này. Còn lại món đồ bình thì hoặc là cho anh em trong bang xài thì khai bỏ mình chơi. Đó. Đầu tiên thì món nô 1 ngày hôm nay dây chuyền kháng tất cả 16 nha nam. Đó, sinh lực 90, thì giống độc 30, kháng lực 30. Thì như nãy ở video Khải có nói thì anh Tùng có mang một dây chuyền kháng cả 16, thì giống độc 30. Đây nè. Đó. Và sinh lực có 18 thôi. Thì dây chuyền này anh Tùng đã mua là 6m, cách đây là như là 1 tháng hơn thôi, không tới 2 tháng này, 1 tháng hơn. Anh mua 6 triệu. Đó. 6 triệu. Còn cái dây này là dây tiếp theo. Còn dây nữ, đang nói dây nữ nha, hello. Dây nữ là chưa thấy dây nào nha. Không biết là như thế nào phải chưa biết. Rồi, dây chuyên này thì như thế nào em tự xét giá đó. Rồi, nhẫn này thì thực sự là sức mạnh 18, sinh lực 134 thì thực sự cũng 1 đến 2 kim, không bao nhiêu nữa. Rồi, nhẫn này cũng nhận sức mạnh 14, kích đồ thôi. Rồi, đây ngập bội kháng lôi 28 thì thực sự cũng phè quá, không có sinh lực lực chứ còn mang cho có thôi, không nhìn thua. Rồi ngọc bội kháng lôi 20, cái này 30 thì đẹp nè, 30 sinh lực lực 14 ít là quá đẹp luôn. Này thực sự là cũng chuẩn năm hành gì đó thì gió đang này nọ thì cũng hơi thua. Rồi dây chuyền kháng lôi 13 sốt 130 sốt 120 sốt, nhận kháng lôi sinh lực sốt
Shop. 140. Shop. Chúng đọc shop. 120 shop. Đã ngập bội 1930. 30. 20. 2520. Rồi, sức mạnh 10. Đó, không có giá trị nữa mày. Rồi, chỉ đúng được một cái gia truyền rồi em ơi. Đúng một gia truyền rồi em ơi. Rồi, ok anh em đang xem thì đừng quên để lại cho một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Đó, chỉ đúng một gia truyền rồi em ơi. Và bây giờ thì Khải sẽ giao dịch qua cho anh Tùng nha. Ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái batch 55 này và đừng quên để lại cho Khải 200 like để tiếp tục những ra video tiếp theo anh em ơi. Còn không có nữa thì tính tiếp batch sau anh em. Tại vì tầm này thì anh em gom được bao nhiêu thì Khải đánh dùm anh em bao nhiêu. Chứ hiện tại bây giờ đỡ thời điểm hiện tại bây giờ là mua lên bài boss rất là khó nè, mua hiếm không có. Đó, hôm nay thì được hơn 60 con. Nó được đúng một giá chiền, quá đẹp luôn. Đó, không có gì để chờ đợi cho chuyện nữ. Rồi, like, chia sẻ, ủng hộ chơi nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký nha anh em.